Mình xin kính chào ông bà, cô bác, các anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì em sẽ dẫn mọi người đi ra thành phố để ăn món ăn Nhật ha. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng đi với em nha. Bầu trời hôm nay rất là trong xanh nè, và hôm nay do ngày cuối tuần đó, nên xe cũng khá là vắng vẻ ha. Em thì rất thích là những cái lúc mà bầu trời nó trong xanh như vậy này, nhìn rất là đẹp mọi người. Và trên cái con đường này là mình sẽ chạy với vận tốc là chỉ được tầm 60 km/h thôi. Ở đây thì mình chạy xe, mình trước hết mình cần phải chạy đúng luật ha, và sau đó mình cần phải để ý với những người khác thấy như thế nào. Nhiều khi người ta chạo á, mình cũng dễ bị tai nạn lắm. Bởi vậy đúng luật là một chuyện mà cũng phải để ý nữa ha. Và hiện giờ thì mình đang chuẩn bị vào chỗ đổ xe, đổ xăng nè. Tại đổ xăng trước khi mình đi chuyến đi dài đó. Và đây là mình đã ra tới ngoài thành phố rồi. Bây giờ mình đang đi bộ để qua chỗ quán ăn ha. Thì ở chỗ này thì có rất nhiều quán ăn luôn. Ban đêm nó cũng đông đúc nữa, nhưng mà ban ngày thì thấy nó rõ hơn nè. Ngay mình muốn qua đường thì phải nó có cái khúc mà đèn xanh đèn đỏ đó, rồi người ta bấm ha, rồi mình qua thôi. Có rất là nhiều shop, mà đa số là về ăn uống thôi. Đây là Krispy Kreme, là chỗ bán mấy cái donut á, rất là ngon, donut nhỏ mà ngon lắm. Chỗ này thì bán cà rem nè. Do cái tình hình mùa dịch á, nên du khách nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Tại bây giờ người ta cũng không có đi qua đây nhiều á. Đây là cái tiệm vịt quay rất là ngon luôn đó. Mình rất là thích, hầu như là lần nào mình đi ra ngoài thành phố mình cũng mua vịt quay về ăn hết. Chỗ này là nó đang cái cổng của chỗ này và cổng của Chinatown nè. Thì nó đang sửa chữa cái khúc bên kia nên nó phải bao quay lại đó. Thì ở đây AdLay này mà muốn đi nói là đi ăn uống ở ngoài city thì đa phần là sẽ tập trung vào khu phố người Hoa ha. Nói là phố người Hoa thôi nhưng mà cũng có rất nhiều cái loại ẩm thực của các nước khác như là Nhật nè, Hàn Quốc nè, Úc nè, Ý nè, nhiều lắm mọi người. Thì nhưng mà trong đó thì đồ ăn của người Hoa sẽ rất là nhiều hơn. Giống như giảm trà này là những cái đồ ăn giống như là gọi là sao, ăn để uống trà buổi sáng này, buổi trưa rồi đó. Như là há cảo, xíu mại, bánh bao với cái dạng gì đó. Chấm trà Phất Kỳ đó thì chỗ đó mình cũng chưa bao giờ vào nữa. Nói chung là mình không có hứng thú với mấy cái game, mấy cái cá độ này kia nọ chơi. Đây cái chỗ tụi mình tính vào ăn là chỗ này nè. Chỗ này nói là của Nhật. Đó, và bây giờ tụi mình đi vô chuẩn bị chọn bàn ha, có bàn ha. Thường thường là mình đến đây mình không phải là tùy chọn muốn ngồi chỗ nào ngồi, mình phải đến mình phải báo với người ta số lượng người của mình á, rồi người ta sẽ chọn cái bàn nào cho thích hợp á. Tại nhiều khi có những cái bàn mà được khách nó đặt trước á, để hồi người ta sẽ đến đó, nên mình không có chọn những cái bàn nào được. Mà đây là những cái món ăn nè, mọi người thấy cái dĩa họ nhìn làm đẹp không? Thì cái quán này thì cái giá nó cũng tầm cũng vừa phải thôi. Giống như là một cái dĩa tầm khoảng từ 15 đến 20 mấy ngàn, 20 mấy đô một dĩa tùy loại. Nhưng mà cái mà mình thích đó là họ làm vào một cái để với một cái dĩa đá nóng để cho nó hun khói lên mà nhìn trang trí rất là đẹp đó. Thì giống như những cái bức hình mình coi là người ta sẽ bưng ra y chang như vậy luôn. Chỗ này là cũng là lần đầu tiên mình đến ăn. Đó, mọi người thấy làm đẹp không, có nhiều loại mà nhìn ngon quá ha, hấp dẫn ha. Cái này thì từ 20 đến 28 đô ha. Mình cố gắng là hướng làm sao mà cho các bé nó tập ăn rau cải, giống như là rau cải đồ nhiều hơn á, để sau này có nhiều bé nó lớn lên ở đây nó không có thích ăn rau rồi luôn. Đó, này có những cái món khác nè, nhìn đẹp quá à. Này là mấy cái dĩa để salad, nhiều món lắm, trong đây có nhiều món lắm mọi người. Có mì, cái dạng ăn với mì nè, bạn có thể mình có thể ăn với cơm trắng hoặc là ăn với mì ha. Đó, nó trưng bày vậy nè. Teriyaki sauce, teriyaki beef nè, với lại cá hồi nè, hay là gà, hay là bò. Hay là những món tráng miệng, có cà rem nè. Cà rem nó bán nhiều cái loại. Giống như một cái nắp như vậy đó, một cái khắp như vậy đó là 3 đô ha. Còn cái này là những cái dạng nước ngọt nè. Và bên đây là có cả bia. Nó bán bia luôn hả? Tại vì thường thường mấy cái nhà hàng mà có bán bia rượu á, là nó phải xin thêm một cái bằng nữa, bằng bán bia rượu á, thì nó sẽ phải trả phí rất là cao, như nghe nói là 10 mấy ngàn đô đó. Bây giờ mấy bé mình uống nước nè. Trên cái vách tường trang trí đẹp mọi người ha, đơn giản mà đẹp ha. Pepper, ở chỗ của mình đang ăn gọi là Pepper Lunch ha. Đó, cái tên của cái nhà hàng này. trang trí cái cách rất là đơn giản. Họ để những cái món ăn ở trên để mình chọn, nhưng mà toàn là mình coi trên cái menu thôi à, cái thực đơn thôi à. Trang trí nhìn rất là đẹp, đơn giản nè. Mình thích như vậy, mình thích những cái quán sạch sẽ ha, trang trí đơn giản thôi. Balcony nghịch lắm, ảnh nhõng nhẽo. Rồi bây giờ là thức ăn đã ra tới rồi nè. Mọi người thấy là nhìn có hấp dẫn không ạ? Đó, cái gì ở dưới là nó rất là nóng luôn ha. Xong rồi nó bỏ đồ ăn lên rồi khói bốc lên xèo xèo luôn kìa. Và cái món này là món thứ hai nè. Trong đây sẽ có thịt bò có giá, thì cái món này nó sẽ được ăn với cái tô cơm trắng ha, dán cơm trắng. Đó, giống như đó, chén cơm như vậy ăn với lại cái dĩa đó. Còn cái dĩa này của mình là thịt bò có sẵn và có cơm luôn ở trong đây, nên mình không có cần phải kêu cơm nữa. Có bắp nè, có hành nè, có thịt bò ha. Còn cái dĩa này là cái dĩa của con gái mình nè. Dĩa này là dĩa cá hồi đó, cơm rồi cá hồi lót ở ngoài, rồi có bắp rồi có hành. Nói chung thì ăn như thế nào hả, thì nó có mùi vị của nước tương nè, nó không có quá, có nghĩa là quá đậm đà, nhưng mà nó ăn cũng khá là ngon. Thì mọi người biết là cái cách của người Việt ăn á, thường thường nó cũng khá là thanh đạm đó. Cái này từ Nhật Bản và nó được ấy là từ năm 1994 ha. Cái thương hiệu Pepper Lunch này nè. Đó thì mọi người thấy không? Đây là tàn cuộc nè, sạch xanh xanh luôn. Và bây giờ là tụi mình đi ngang cái chỗ vịt quay. Cái chỗ này lúc trước mình ở đây là mình rất là thích ăn luôn. Mọi người, nếu mà mọi người coi những cái clip ăn uống của mình mà ra tới city á, thì mọi người sẽ thấy là đa phần lúc nào mình cũng sẽ mua vịt quay về hết trơn á. Tại vì cái chỗ này đặc biệt có cái là nó rất là nổi tiếng vịt quay của AdLay luôn. Chắc có lẽ là gia truyền á, mình nghĩ là cái này họ đã làm rất là nhiều năm rồi. Người, mọi người coi vịt quay máng ở đó kìa. Vàng ươm ngon quá à. Đó, vịt quay mình mua đó mọi người. Thì thường như vậy á, mình mua xong thì họ sẽ chặt vịt quay cho mình. Họ sẽ chặt sẵn cho mình luôn thành cái những cái đoạn dưa ăn lắm, nhìn chặt rất là đẹp. Và trong đó họ sẽ cho mình một cái gọi hũ gọi là nước sốt á, để mình chấm ăn rất là ngon. Mình có thường ăn nhiều cái chỗ vịt quay khác rồi, nhưng mà nó cũng không thể nào bằng chỗ này được. Nên mình nghĩ cái này là chỗ này là ngon nhất á. Thì thường cũng không có quá đắn đo về việc ăn uống, nhưng mà những cái chỗ nào mà mình nhận định nó là ngon nhất rồi á, thì mình rất là thích luôn. Giống như là mình không có thay đổi ý định của mình á, cứ tới đó là mình cứ mua, chọn lựa nó là vậy thôi. Bây giờ mình bắt đầu mình đi lên cái chỗ để xe ha. Thì thường á, là ra đây á, là tụi mình sẽ vào thẳng cái chỗ đậu xe nên mình thuê luôn, chứ đi vòng vòng mà có mấy em bé nữa nên nó đi bộ xa quá tội nghiệp nó. Tại vì cái chỗ mà đậu xe không tốn tiền á, thì cũng rất là xa. Và đây là cái máy để mình trả tiền chỗ đậu xe đó mọi người. Thì thường lên đây nó sẽ, mình sẽ rút, mình lấy một cái vé, cái vé gửi xe, thì lúc đó thì cái cổng nó mới dở lên cho xe của mình vào ha. Và trước khi mình đi xuống thì mình sẽ trả tiền, rồi tới đó mình sẽ bỏ vào. Và bây giờ là mình đang đi trên đường để chuẩn bị đi về ha. Mọi người có thấy bầu trời hôm nay rất là đẹp không? Thì hồi lúc trước mình ở gần khu này nè. Đó, mọi người thấy cái tòa nhà có cái sọc vàng ở mấy bên tay trái không? Đó là cái tòa nhà mình có, mình sống ở chung cư ở đó đó. Thì bây giờ nó được cho người ta khách sạn thuê lại rồi. Tại mình không có thích sống ở đây. Để hôm nào có dịp ra thăm lại thì mình sẽ quay cái lại cái chung cư đó cho mọi người coi nha. Tại bây giờ mà chìa khóa thì mình cũng đã đưa cho khách sạn họ giữ đó, tại vì để người ta thuê khách sạn đó. Thì nói chung là nó cũng là một cái chung cư rất là mới và hiện đại nữa. Rồi đó thì chung cư đó thì mình được có hồ bơi nè. Thì hồ bơi đó chỉ dành cho những người dân cư của chung cư thôi. Rồi đi vào, muốn đi lên đó thì phải có cái chìa khóa, mà chìa khóa điện tử á, chứ không phải là chìa khóa bình thường nữa. Nói chung thì ở thành phố thì nó rất là tiện lợi về y tế nè, về giao thông và ăn uống rồi nữa, mua sắm. Nhưng mà mình thì chắc có lẽ là từ nhỏ mình quen với lại cái cuộc sống mà thôn quê đó, nên mình thích là có đất rộng nè, có cây cối nè, rồi có sân trước sân sau để cho tụi nhỏ nó chơi nữa. Bởi vậy tụi mình mới dọn về cái căn nhà ở chỗ mà tụi mình đang ở. Thì nó hơi xa thành phố, nhưng mà mình cảm thấy rất là thoải mái. Bầu trời hôm nay rất là đẹp nè. Người thấy ở bên đây đèn đỏ thì thường thường là người ta sẽ dừng lại hết à, không có chạy lung tung chạy bậy đâu, hiếm lắm. Cho dù không có thấy người, không có thấy xe, người ta vẫn tuân thủ cái luật lệ á. Thì em xin rất là cảm ơn ông bà, cô bác, các anh chị và các bạn ha, đã cùng em đi ăn ở ngoài thành phố hôm nay nha. Em xin chúc mọi người có được một ngày nè thật là vui vẻ nè, và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống nha. Dạ, nếu mọi người thích thì cho em xin một like hoặc là đăng ký kênh ha, để ủng hộ em nha. Và xin bye bye mọi người, và xin hẹn gặp lại ha.